súc miệng, đánh răng. Miệng người công chính, niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Thánh Vịnh 36 câu 30. Súc miệng và đánh răng là làm vệ sinh răng miệng, làm cho răng miệng được sạch đẹp, thơm tho. Xã hội càng văn minh phát triển, người ta càng chú trọng đến việc chăm sóc răng miệng. Chúng ta thấy hiện nay ngày càng có nhiều phòng nha khoa, công tư khắp nơi mọc lên. Ngày càng có nhiều loại kem đánh răng, nhiều loại nước súc miệng được quảng cáo nhan nhản và liên tục trên các tờ báo, qua các đài phát thanh, đài truyền hình, rồi được bày bán khắp các chợ búa, siêu thị, cửa hàng. Cũng phải thôi, bởi lẽ bệnh răng miệng là một loại bệnh phổ biến nhất, nhưng trước đây lại ít được để ý nhất tại Việt Nam. Thông tin cho biết, có tới 90% số người Việt Nam mắc các chứng bệnh về răng miệng. Khác với các bệnh khác, người ta có thể mắc bệnh răng miệng ngay từ mới sinh cho đến khi sắp từ giã cõi đời. Hậu quả là làm người ta rụng răng, yếu răng hay hạn chế sức nhai của bản thân. Nói như vậy, để chúng ta nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của vệ sinh răng miệng mỗi ngày, chúng ta hãy chịu khó đánh răng, súc miệng 1-2 lần trong ngày, buổi sáng khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Hoặc chúng ta có thể đánh răng, súc miệng sau mỗi bữa ăn. Thật ra, số lần đánh răng, súc miệng không quan trọng cho bằng chất lượng, tức là phương pháp đánh răng như thế nào. Điều này phải học. Tuy nhiên, căn bản là đừng đánh răng, súc miệng vội quá và mạnh quá. Nó sẽ gây tục lợi và mòn cổ răng. Kèm sau việc đánh răng, súc miệng, chúng ta có thể sử dụng thêm chỉ nha khoa để làm sạch cả đến các kẽ răng nữa. Làm gì chúng ta cũng làm cho khoan thai, chậm rãi, không vội vã, không hấp tấp. Đánh răng, súc miệng cũng vậy. Chúng ta làm từ từ, làm cho cẩn thận. Đang khi đánh răng, súc miệng, chúng ta có thể đọc thánh vịnh này: miệng người công chính, niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Chúng ta có nhiều thứ kem đánh răng, nhiều thứ nước súc miệng làm cho răng miệng ra sạch sẽ, thơm tho. Nhưng nếu chúng ta toàn nói ra những lời gian dối, chua ngoa, độc ác, vu khống, xuyên tạc, nói hành nói xấu người khác, thì làm sao răng miệng sạch và thơm được? Nếu chúng ta không biết nói ra những lời khôn ngoan, chính trực, dịu hiền, ngọt ngào và xây dựng, thì răng miệng chúng ta cũng chẳng sạch sẽ, thơm tho chút nào. Đánh răng, súc miệng nhẫn nha kèm với việc đọc thầm thánh vịnh ở trên sẽ là cơ hội để chúng ta ý thức việc mình đang làm, biết mình đang làm gì và làm cho có hạnh phúc. Đây là cơ hội để chúng ta nhắc nhở mình, huấn luyện miệng lưỡi mình, chuẩn bị miệng lưỡi mình nói cho thơm tho, cho khôn ngoan, chính trực vào bất cứ lúc nào cần nói. Chúng ta nói lời khôn ngoan là theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa.